Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trước những thay đổi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, nhiều trường đại học đã phải tìm các phương án tuyển sinh mới. Gặp gỡ sinh viên Nguyễn Anh Hải, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, người đã sáng chế ra máy phun sát khuẩn tự động. Nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm của đội ngũ đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm với những đảng viên không gương mẫu vi phạm các quy định của Đảng. Chất lượng không khí của Hà Nội trở lại ở mức kém và xấu sau thời gian giãn cách xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu thịt thương phẩm của thị trường, hiện nay nhiều trang trại nuôi lợn đã tập trung tái đàn trên cơ sở thận trọng, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, ghi nhận tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Từ cuối năm 2019 đến nay, huyện Ân Thi đã tái đàn được gần 26.000 con, nâng tổng đàn lợn của huyện đạt trên 40.000 con. Để thực hiện việc tái đàn, các chủ nuôi đã áp dụng các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khu vực phụ cận, chủ động việc nhân giống cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có uy tín thương hiệu, áp dụng phương thức quản lý cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên, dãy chuồng, ô chuồng, hạn chế tối đa người ra vào khu vực chăn nuôi. Hiện nay, phòng ngành chức năng và các địa phương trong huyện tích cực tuyên truyền các hộ nuôi không găm hàng, đẩy giá tăng cao quá mức, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, khâu trung gian và người tiêu dùng. Trong khi chờ đợi nguồn cung thịt lợn trong nước ổn định hơn, thì Việt Nam vẫn đang tiếp tục cho phép nhập khẩu thịt lợn từ các nước khác. Giá thịt lợn nhập khẩu đang bán tại các chợ siêu thị và qua mạng đang thấp hơn thịt tươi trong nước từ 35 đến 50%, nên bắt đầu hấp dẫn người mua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thịt lợn nhập khẩu về tới cảng từ một số nước như Nga, Tây Ban Nha, Ba Lan, Canada, Mỹ bình quân khoảng 2,55 đô la Mỹ, tương đương 60.000 đồng một kg, chưa gồm các loại thuế, phí và tùy loại sản phẩm. Giá thịt lợn nhập bình quân thấp giúp giá bán lẻ loại này tại các siêu thị, kênh online rẻ hơn giá thịt lợn tươi trong nước từ 35 đến 40%, thậm chí có sản phẩm thấp hơn trên 50%. Đầu mối chuyên bán buôn thịt lợn nhập khẩu tại Hà Nội cho biết, do giá thịt lợn nhập rẻ hơn thịt trong nước nên nhiều điểm bán lẻ rất ưa chuộng. Trung bình từ 2 đến 3 ngày, các đầu mối bán lẻ nhập hơn một tạ và lấy số lượng càng nhiều giá sẽ càng thấp. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian và hình thức thi Trung học phổ thông quốc gia có sự thay đổi. Điều này khiến một bộ phận phụ huynh học sinh có sự lo lắng. Theo đó, thay vì tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với hai mục đích tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng như mọi năm, năm nay kỳ thi sẽ đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giao cho các địa phương tổ chức. Các trường đại học cao đẳng tự chủ hình thức tuyển sinh. Trước sự thay đổi này, đa số phụ huynh và học sinh đều tỏ ra lo lắng, băn khoăn. Bọn em đã tập trung ôn luyện với cả hình thức trước kia rồi, mà bây giờ thời gian của chúng em chỉ còn 3 tháng, nên là cái phương thức này gây cho chúng em rất nhiều băn khoăn. Chúng em không biết rằng là những cái trường đại học khác nhau thì nó sẽ tổ chức những phương thức khác nhau như thế nào, và đề thi của họ có khó hay không, và chúng em có thể thi được nhiều trường đại học cùng một lúc hay không. Khi xong thì các cháu vẫn phải lên đường, vẫn phải đến các cái trường để tổ chức thi. Thế thì tổ chức thi thì đương nhiên phải đi lại, trong đó bây giờ là đang dịch như này cũng chưa hẳn lúc nào hết dịch. Cái khó khăn đầu tiên là cái phải bố mẹ và học sinh là phải đi lại nhiều, rất bất cập. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tâm lý học sinh để mà xét tuyển vào là cũng không thích. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù có sự thay đổi nhưng nội dung thi nằm trong chương trình học sau tinh giảm theo tinh thần học gì thi nấy, độ khó của đề thi sẽ được điều chỉnh, không đánh đố để phù hợp với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch bệnh và mục đích chính là xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng vẫn đảm bảo được phân loại học sinh nên các trường đại học, cao đẳng có thể sử dụng kết quả để tuyển đầu vào. Do đó, điều quan trọng nhất đối với các trường trung học phổ thông là triển khai các biện pháp ôn tập kiến thức cho học sinh. Ngoài cái việc giảng dạy trực tiếp 3 buổi trên một tuần thì chúng tôi bố trí cho các em học sinh khối 12 học trực tuyến, đặc biệt là 3 môn là môn toán, môn tiếng Anh và môn ngữ văn. Đối tượng giảng dạy thì chúng tôi sẽ có hai cái đối tượng. Một là đối tượng là các em chỉ tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cái đối tượng thứ hai là các em tham gia xét tuyển cũng như là thi cao đẳng và đại học. Đấy. Và mỗi tuần chúng tôi bố trí cho các em 2 buổi.
Ngoài tinh giản chương trình thì phương thức thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cũng thay đổi mục tiêu. Chỉ còn 3 tháng nữa kỳ thi diễn ra nên việc thay đổi đột ngột này không chỉ đặt thí sinh mà cả các trường đại học vào thế khó và buộc phải táo tiết tìm phương án tuyển sinh mới. Với 7.000 chỉ tiêu, năm nay Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ tuyển sinh chủ yếu dựa trên kết quả thi tốt nghiệp và xét học bạ. Tuy nhiên, còn khối ngành sức khỏe thì vẫn phải trông chờ vào phương án thi riêng của Đại học Y Hà Nội hay một số trường cùng khối ngành khác, chứ trường chưa có kịch bản cho riêng mình. Nhìn chung là chúng tôi cũng đã có đưa ra cái phương án này rồi và ban giám hiệu cũng đã thông qua cái đó. Và vấn đề đặt ra là bây giờ trông chờ xem là có những cái trường đại học y nào họ tổ chức thì chúng tôi sẽ đến liên hệ và có thể là nhờ họ tạo điều kiện cho mình. Đấy thì cái cách là lấy như thế. Việc giao kỳ thi trung học phổ thông về cho các địa phương cũng phần nào khiến các trường đại học lo lắng về chất lượng và tính công bằng. Tuy nhiên, việc phải xây dựng một phương án riêng biệt với nhiều trường ở thời điểm này là rất khó. Vì thế, dù chưa biết kết quả của kỳ thi trung học phổ thông thế nào, độ phân hóa ra sao, nhưng dự kiến lấy kết quả của kỳ thi này làm phương thức xét tuyển chủ yếu vẫn là lựa chọn của nhiều trường. Về mặt đề thi thì chắc chắn là nó sẽ không thể ở cái mức độ khó như đề thi Trung học phổ thông quốc gia những năm trước. Nhưng chúng tôi nghĩ là nó cũng là một kỳ thi có cái tính đánh giá và có tính phân loại nhất định. Và do vậy thì nó có những cái căn cứ để các trường có thể xem xét sử dụng để xét tuyển sinh đại học. Năm nay thì tôi hiểu là vì có ảnh hưởng bởi cái dịch Covid và cái khoảng thời gian còn lại nó rất là ngắn. Thành ra các trường đều rất là khó khăn trong cái việc mà đưa ra các phương án của mình. Còn tất nhiên nếu chúng ta có một cái khoảng thời gian dài hơn, trong một bối cảnh thuận lợi hơn thì chắc chắn cái điều kiện mà chuẩn bị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Trong khi nhiều trường vẫn giáo diết tìm phương án thì việc mới đây, sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ học sinh, dư luận, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh theo hướng giữ nguyên 3 đầu điểm đối với bài thi tổ hợp là tín hiệu đáng mừng. Nhiều ý kiến cho rằng dù thực hiện theo luật nhưng Bộ vẫn cần tiếp tục lắng nghe đóng góp để có những điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành quy chế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm thì mới có được niềm tin của nhân dân. Thực tế cũng cho thấy càng khó khăn phức tạp khi cả nước phải gồng mình chống dịch, các cán bộ đảng viên lại càng thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu, hết mình phục vụ nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số người không những không gương mẫu chấp hành mà còn vi phạm các quy định. Ngay trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, vẫn có nhiều cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm như lãnh đạo xã tổ chức ăn nhậu, thậm chí giáo viên đánh bài ăn tiền. Hay có trường hợp phó giám đốc bệnh viện huyện tổ chức đám cưới cho con giữa lúc có chỉ thị không tập trung đông người. Đặc biệt phải nhắc đến ông Lưu Văn Thanh, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không những không đeo khẩu trang mà còn văng tục và chống đối việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. Theo ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hành động của những cán bộ này không khác gì đang đầu hàng, thậm chí tiếp tay cho giặc hoành hành, bởi Thủ tướng Chính phủ đã nói chống dịch như chống giặc, cần phải xử lý nghiêm. Nó là một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng hàng ngày phải tu dưỡng, chứ không thì cái nó như là một cái thói quen xấu, nó cứ thế nó diễn ra. Thì khi nào cũng diễn ra được, khi nước sôi lửa bỏng cũng có thể diễn ra được. Nếu thế thì ngày bình thường chắc là ông còn tệ hơn, mà tệ hơn thì làm sao mà làm việc cho dân cho nước. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu theo chỉ thị của Bộ Chính trị của Trung ương. Nhưng anh đã không gương mẫu, anh lại còn phản lại chuyện đấy, mà anh gọi là nêu một cái gương nháy nháy rất là xấu. Tôi phải nói là sẽ chúng ta có thể chúng ta sẽ dẫn đến thất bại, mà chúng ta thắng lợi vì chúng ta đã chấp hành rất nghiêm chỉnh từ trên xuống dưới cái kỷ cương phép nước. Thực tế thời gian qua, đại đa số cán bộ đảng viên, công chức viên chức đều nghiêm túc chấp hành các quy định chỉ thị của Chính phủ, vừa tham gia chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kỷ luật kỷ cương hành chính luôn được bảo đảm dù trong mùa dịch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Thấy các cô đã đến làm việc đầy đủ rồi thì tôi đến tôi các cô hướng dẫn cho coi rất là chu đáo và nhiệt tình. Nên là chúng tôi làm được các cái thủ tục này nó được nhanh. Chưa đầy 15 phút. Hồ sơ thì giảm. Nhưng mà cái tính chất công việc cũng không giảm. Bây giờ phải thêm là hướng dẫn các công dân và thực hiện những cái việc trên mạng. Cả quận đã xây dựng một chương trình hành động về cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân xử lý nghiêm những trường hợp hành vi nhũng nhiễu
hoặc tiêu cực. Mới đây trong chỉ thị 19, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là đạo lý gắn với tư cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất từ trên xuống dưới, tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm của mỗi người cán bộ, đảng viên cùng với toàn thể nhân dân là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta chiến thắng đại dịch toàn cầu. Suốt chiều dài hơn 4.600 km biên giới tiếp giáp với các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sinh hoạt với điều kiện khó khăn thiếu thốn. Nhưng 3 tháng qua, bộ đội vẫn kiên trì bám chốt, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bất kể thời tiết, mỗi ngày 2 lần, tổ công tác biên phòng tại điểm chốt 147, đồn biên phòng Mường Khương vẫn vượt núi, băng rừng để tuần tra biên giới. Trong những ngày cả nước chống dịch, công việc của các anh càng nặng nề hơn khi vừa phải tuần tra ở các mốc, vừa phải kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực này. Tôi là được phụ trách tuyến 147. Tổ của tôi gồm 4 đồng chí hàng ngày tuần tra bảo vệ mốc từ 146 đến 149. Hàng ngày là tôi tổ chức là 2 buổi trong một ngày. Tổ chức là trong buổi tuần tra là gồm có 4 đồng chí thường xuyên kịp thời ngăn chặn người phương tiện ra vào khu vực biên giới. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên toàn tuyến biên giới đất liền dài hơn 4.600 km, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, hải quan của các tỉnh, thành phố, tổ chức 1.540 tổ kiểm soát cố định và lưu động với gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ, huy động 91.753 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, nhất là trên tuyến biên giới. Xác định đây là nhiệm vụ còn phải thực hiện lâu dài, chỉ huy các đơn vị đã tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với cái tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, đặc biệt là cũng đã xác định rất tốt cái việc có thể là phải lâu dài, cho nên là cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai các cái công việc để tự đảm bảo cho cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và ăn ở sinh hoạt tại các cái điểm chốt này. 3 tháng qua, bộ đội biên phòng đã phải lập chốt, dựng lán, ăn ngủ, sinh hoạt giữa rừng để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Có nhiều cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đã không thể về nhà khi gia đình có việc cần. Các anh đã gác lại tình cảm riêng, nhận phần khó khăn, gian khổ về mình để bảo đảm an toàn, vững chắc hậu phương. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sinh viên năm nhất Nguyễn Anh Hải, khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã phối hợp cùng cô giáo và sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp thiết kế máy phun sát khuẩn tự động chỉ trong một tuần nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm chéo từ cộng đồng khi sử dụng các sản phẩm khử khuẩn nơi công cộng. Đam mê và ham học hỏi, trước tình hình thực tế dịch COVID-19 đang có tốc độ lây lan nhanh cho cộng đồng, Hải đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế máy phun sát khuẩn tự động nhằm giảm bớt các thao tác và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng trong mùa dịch COVID-19. Bằng những vật dụng dễ kiếm như adapter, nguồn 12V, bo mạch điều khiển, hệ thống cảm biến, hệ thống phun dung dịch, bình đựng dung dịch, vỏ thiết bị, giá đỡ và các linh kiện điện tử, Hải đã lên ý tưởng và thiết kế máy phun sát khuẩn tự động với 3 phiên bản đứng, để bàn và treo tường, phù hợp với từng địa điểm người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm có mức giá giảm hơn so với thị trường rất nhiều, chỉ từ 500.000 đồng cho đến 1,3 triệu đồng tùy từng phiên bản. Sản phẩm của em có 3 phiên bản, đó là phiên bản treo tường, phiên bản đứng và phiên bản để bàn. Phiên bản treo tường thì có kích thước vừa nhỏ để thuận tiện cho các cái phòng, các cái khu vực không có diện tích lớn, mà còn cái phiên bản thứ hai là phiên bản đứng. Phiên bản đứng này thì có một cái hình dáng đẹp, bắt mắt và dễ di chuyển, có thể đặt ở vị trí nào cũng được. Còn phiên bản để bàn, phiên bản lớn có thể phun một lượng dung dịch rất là nhiều, mỗi lần chứa có thể tối đa 5 lít dung dịch và phục vụ rất tiện ích khi phục vụ các nơi công cộng. So với cơ chế hoạt động đơn giản, khi người sử dụng đưa tay vào, thiết bị sẽ tự động phun dương dung dịch sát khuẩn lên tay và tự động ngắt. Người dùng chỉ mất 0,8 giây để sát khuẩn tay nên không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn sử dụng một lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí.
Đặc biệt, người dùng sẽ tránh tiếp xúc với bề mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Trung bình mỗi phiên bản sẽ đủ cho khoảng hơn 500 lần xịt. Đặc biệt, sản phẩm không chỉ đơn giản là ý tưởng mà còn được ứng dụng thực tế hiệu quả tại siêu thị Itimex, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nhận được đánh giá cao của khách hàng sử dụng. Trước hết thì có thể khẳng định đây là một cái sản phẩm rất là sáng tạo. Khi em Hải em mới có qua siêu thị và em mới quan sát thấy siêu thị đang thực hiện cái việc mà sát khuẩn bằng tay như thế thì nó rất là thủ công, thì đã đề xuất là đặt cái máy sát khuẩn tự động, và qua một thời gian sử dụng thì siêu thị thấy là cái máy này nó rất là tiện ích, rút ngắn các cái thời gian để khách hàng thao tác để vào siêu thị. Thế qua sử dụng thì tôi thấy là cái việc sử lắp đặt cái máy khử khuẩn này nó có rất là nhiều tiện lợi, giảm tải được cái công việc cho các đồng chí giáo viên. Như vậy là các em tự động đến sát khuẩn thay vì việc là giáo viên lại phải yêu cầu các em xếp hàng xòe tay ra rồi cô giáo lại phải xịt khuẩn cho các em. Về thiết kế thì cũng nhỏ gọn, thuận tiện, sử dụng thì nó cũng đơn giản. Chúng tôi đã quyết định lắp đặt toàn bộ cái hệ thống máy phun nước khử khuẩn tự động cho tất cả các lớp học. Tổng số là nhà trường chúng tôi đã đặt 32 máy. Trong thời gian tới, máy phun sát khuẩn của Hải cũng sẽ tặng cho một vài điểm trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu nâng cấp thêm với nhiều tính năng mới như đo thân nhiệt hoặc phát ra thông báo để nhắc nhở người dùng sử dụng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, chất lượng không khí ở Hà Nội có xu hướng kém hơn so với các tuần trước đó. Đỉnh điểm là các ngày 28 và 29 tháng 4, nồng độ bụi trong không khí tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố tăng cao, khiến chất lượng không khí duy trì ở mức kém và xấu. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong tuần qua, không có ngày nào chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tốt trọn vẹn. Đặc biệt, tại các khu vực như Phạm Văn Đồng, Minh Khai, Hàng Đậu, chỉ số AQI có những ngày đã tăng lên ngưỡng 164 ở mức xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, hoạt động của người dân dần trở lại bình thường. Điều này khiến lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đáng kể, dẫn tới gia tăng khí thải ra môi trường. Cùng với đó là tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan khiến các chất gây ô nhiễm không khuếch tán được, nên có những ngày chỉ số AQI đều ở mức kém và xấu. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở đào tạo giấy phép lái xe phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết. Điều này có nghĩa học viên phải học đầy đủ thời gian của môn học lý thuyết mới được dự sát hạch. Theo đó, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết. Khi học viên bắt đầu đăng ký học, sẽ được cấp một mã số định danh và có một tài khoản đăng nhập được gửi về Tổng cục Đường bộ Quản lý. Học viên phải học đầy đủ thời gian môn học lý thuyết mới được dự sát hạch. Quá trình học của học viên sẽ được giám sát trực tuyến theo thời gian thực về trung tâm đặt tại Tổng cục Đường bộ. Bên cạnh đó, học viên phải chụp ảnh và đăng ký vân tay. Trên xe tập lái cũng có thiết bị chụp ảnh. Mỗi khi học viên lên xe học sẽ phải đăng ký, chụp ảnh nhận dạng đúng người đó mới bắt đầu tính thời gian học. Đồng thời sẽ giám sát ở các vị trí sân sát hạch lái xe trong hình như vị trí xuất phát, vị trí dừng và khởi hành xe trên dốc, vị trí qua vệt bánh xe, ghép xe với nơi đỗ và các vị trí cần thiết khác. Toàn bộ các dữ liệu này được tổng hợp theo từng học viên, giáo viên, xe tập lái, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch để làm cơ sở cho việc quản lý, nâng cao công tác đào tạo và sát hạch lái xe. Thưa quý vị và các bạn, điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Tại tỉnh Sơn La, những năm qua, việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần một năm nay, sinh hoạt của gia đình anh Vàng A Lử ở xã vùng cao Triềng Muôn, huyện Mường La có nhiều thay đổi. Có điện lưới quốc gia nên anh cũng đã sắm được nhiều đồ dùng phục vụ cho đời sống sinh hoạt. Ở tỉnh vùng cao Sơn La, do địa bàn chia cắt, hiểm trở, đi lại rất khó khăn nên việc phủ lưới điện quốc gia đến các bản vùng sâu vùng xa đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của ngành điện.
dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 đã và đang được triển khai, góp phần đáng kể vào việc mang ánh sáng về với bản làng. Từ chỗ là tỉnh có tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng điện thấp nhất toàn quốc vào năm 2015, tính đến nay trên 94% người dân Sơn La đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Với đặc thù là tỉnh có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc và nhiều vùng giáp biên, từ hiệu quả dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 mang lại đã thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.